position. Có một lý thuyết sau này rất là water đi á, thì có những cái topic sau á, nhưng có thời gian mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái đó cho mọi người, cái chương trình về market. Nhưng nó circle mà nó rất cụ thể, dù là khi tăng tăng mức độ bao nhiêu level, khi nào nó reset thì làm sao, vân 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 đó. Rồi đó là những cái chia sẻ về cá nhân của mình đó. Hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người bớt lỗ và có trading for living tạm thời trước vậy. Anh Vĩ còn bổ sung thêm gì nữa không? Không à, anh mà nói thì nó dài dòng văn tự đó. Nói chung là rất là cảm ơn các anh em chia sẻ những cái điều mà rất là tốt cho anh em trader, đặc biệt là mấy anh em mới. Còn nếu mà anh Vĩ thấy chưa thỏa mãn thì cứ chén tiếp đi, không sao đâu, thời gian còn dài. Nãy ông Nam có nói về đồng thì mình cũng nói luôn về cái thêm một chút xíu về đồng cho anh em quan tâm. Thì hiện nay á thì anh em phải để ý có một cái câu chuyện là cái tồn kho ở sàn London á là ME nó rất là thấp. Cái thứ hai là cái đồng nó tồn kho ở cái sàn giao dịch Thượng Hải nó cũng thấp luôn. Là thấp là thấp. Lý do tại sao nó thấp? Lý do là vì đứt gãy cái nguồn cung cấp do Covid nó gây ra thì nó bị đứt gãy. Thứ nhất là thằng Chile, thì ông Chile thì bây giờ ổng vui rồi. Hôm nay thì ổng vui thì ổng xô quân vô trong mỏ ông đào. Rồi cái hôm nào ổng không vui thì quân lính của ổng ra đình công chơi rồi đó. Thì cái đất nước này là cái đất nước nó cái chính trị nó không ổn định. Cho nên đặc biệt là phải theo dõi mấy cái mỏ của nó. Cái thứ hai nữa là cái mỏ từ Brazil mà bọn châu Âu nó đầu đầu tư vô thì cái mỏ này nó vẫn chưa sẵn sàng. Thì cái duy nhất mà có thể làm có thể cung cấp được cái đồng này thì nó vẫn phụ thuộc vô cái thằng Chile là rất là lớn. Rồi cái gì cái thứ hai mà nó làm cho cái đồng nó điên cuồng tăng giá điên cuồng. Mình nhớ là cái ngày đầu tiên mà mình viết về những cái phân tích đồng thì lúc đó giá đồng mình nhớ đại khái lúc đó nó còn dưới 2 đô 2 2.2 gì đó, nó đang còn dưới đó luôn. Có thời điểm nó về có 1.8 mấy thôi, cách đây khoảng 2 3 năm gì đó, lúc đó mình viết phân tích về đồng thì đến ngày hôm nay nó đã điên cuồng, nó lên tới bao nhiêu rồi, 4 chấm mấy rồi đúng phải phải không anh em, phải không Luật? Đồng nó lên tới 4 chấm mấy rồi phải. Thì cái lý do lớn nhất mà năm nay đồng nó tăng điên cuồng như vậy là nó có hai lý do. Cái lý do thứ nhất là cái lý do ông cả thế giới này chuyển qua làm xe điện. Bây giờ ông mới thích đi xe diesel nữa, diesel, không thích đi xe xăng nữa, chuyển qua làm năng lượng xanh, làm xe điện. Mà cái xe điện á thì cái đồng mà để chế một chiếc xe mà xăng anh em hay chạy bình thường á, chiếc xe xăng, một chiếc xe chạy dầu á thì nó chỉ có xài một lượng đồng thôi, nhưng mà nếu mà chuyển qua làm xe điện cái lượng đồng nó tăng gấp đôi, hơn gấp đôi luôn. Thì có nghĩa là cái lượng đồng nó sẽ còn nhu cầu nó tăng rất là lớn. Cái đầu tiên ta nói về giá đồng. Cái thứ hai là cái nhu cầu dự báo thì cái đồng mà trong những năm tới là cái lượng nó tăng khoảng mười mấy phần trăm đó, so với lại cái tình hình bình quân của thế giới các năm về trước, từ cái thời mà ông Biden chưa lên đó. Thì không biết là 4 năm ông Biden ông có chịu trụ được qua đến 8 năm không? Nếu mà ông trụ qua 8 năm thì cái xe điện nó còn tiếp tục mà mỗi năm mà nó tăng mười mấy phần trăm thì cái giá đồng nó như thế nào? Cái thứ hai là vấn đề liên quan đến ông Trung Quốc. Thì trước đây khi mà giá vàng mà nó lên tới 2002 2000 2002 gì đó thì dân Trung Quốc nó đi nó mua vàng, các đại ca Trung Quốc là mua vàng không à. Thì sau đó thì khi mà Tập Cận Bình lên chấp chính á, hoàng đế Tập Cận Bình đó, thì hoàng đế mới ngứa mắt cái đám đại ca Xì Thẩu này, quyết định là ra tay dẹp. Thì vàng thì nó không giống như ở Việt Nam á, Trung Quốc thì nó cũng bị cấm, thì các đại ca mới không còn cách nào khác, các đại ca bỏ tiền qua đầu cờ đồng thay vì đầu cờ vàng thì bây giờ đầu cờ đồng. Thì cũng là một cái nguyên nhân mà Trung Quốc nó mới lập tức nó thu gom đồng, nó bỏ vô cái kho dự trữ quốc gia. Tức là cái tiền nội bộ của Trung Quốc và cái
cái tình nội bộ của Trung Quốc, rồi cái vấn đề ông Biden, thì cái bên cái vấn đề nội bộ của Trung Quốc nó lại còn có một cái câu chuyện khác, đó là những cái người mà làm thủ công mỹ nghệ, không phải sản xuất tiểu thủ công nghệ, Trung Quốc thì cái đó rất là nhiều. Thì cái đồng này nhập ở đâu? Đa phần là nhập từ Ấn Độ. Thì cái lượng mà cái giá trị mà tăng thêm khi mà nó nhập đồng giá cao lên đó, nó về nó sản xuất thì Trung Quốc lại bán đi các nước khác, nhưng lại không xài trong nước Trung Quốc. Cho nên là đã nhập từ Ấn Độ và đã tăng thêm một khúc rồi, về bên Trung Quốc nó sản xuất ra nó tăng thêm một khúc rồi bán cho người ta tăng thêm một khúc nữa. Vô hình chung là những cái yếu tố đó nó cộng hưởng lại với nhau, nó tác động làm cho giá đồng tăng phi mã. Rồi cái chuyện mà cái sàn mà LME mà nó tồn kho đồng thấp thì nó kéo dài mấy năm nay rồi, chứ không phải năm nay nó mới có. Thì lúc đó người ta chỉ để ý cái Thượng Hải thôi. Thì ông chủ ông Thọ tay vô, ổng tăng cái lượng dự trữ. Thì cái tuần vừa rồi giá đồng mới vừa sập cú, đúng không anh em có nhớ không? Tuần rồi giá đồng mới sập cú là do ông Trung Quốc ổng mở kho đồng, ổng bán 3.000 tấn ra hay là 30.000 tấn gì đó, ông bán đấu giá để ổng kiểm soát cái giá. Nhưng mà tuần này nó lại tăng lại rồi, chắc bán hết rồi, đồng chắc bỏ ra nhiêu nó mua hết nhiêu. Thì đồng theo mình là có còn tăng nữa hay là không? Thì câu trả lời rất là đơn giản thôi. Cái xe điện mà còn làm tăng cái sản lượng xe điện lên thì đồng nó sẽ còn tăng, giá nó còn tăng. Còn Covid mà chưa hết thì cái ông Chile ổng còn đình công mít thôi. Tại vì cái lý do mà ông Chile đình công là lý do ông lấy lý do là Covid, mà thực tế ổng cứ giả bộ ông đình công để ông bán cái giá nó cao hơn thôi à. Tại vì giờ gần như ổng chợ. Còn thằng Brazil thì chắc có lẽ phải hết nhiệm kỳ của Biden thì chắc cái mỏ Brazil nó mới vô cuộc được. Thì cái mỏ bên Brazil nó cũng tương tự lớn như cái mỏ của Chile. Đó là mình trao đổi thêm về đồng. Rồi có ông nào hỏi về cao su đúng không? Cao su thì nó rất là đơn giản thôi. Cao su thì những cái báo cáo về cao su toàn diện nhất thì nó lại do người Nhật báo cáo nha. Thế giới thì tôi không biết, nhưng mà thế giới thì không biết ai báo cáo xịn sò nhất thì tôi không biết, nhưng mà người Nhật báo cáo, các báo cáo mà uy tín nhất về cao su là do người Nhật báo cáo. Thì thỉnh thoảng mà quý vị mà có đọc trên mấy cái bản tin công ty tôi thì nó cũng có những cái bản tin cao su độc quyền. Thì cái này ít người viết lắm. Thì cái cao su nó đi theo ngành xe hơi. Thì cứ ngành xe hơi mà phát triển thì cao su lên giá. Thì gần đây thì cao su rất là lên giá. Lên giá là bị đi theo cái vấn đề xe điện đó. Thì quý vị cứ thấy mà xe hơi mà một là tăng sản xuất xe hơi máy xăng máy dầu, tăng sản xuất xe hơi năng lượng xanh là xe điện đó, thì cao su nó cũng đi theo thôi. Cao su là đi theo ngành xe hơi. Muốn biết giá cao su như thế nào thì coi cái ngành xe hơi nó có phát triển hay là không. Anh Vĩ trade cái hợp đồng future qua sàn nào đó. Thì ở Việt Nam á, nó có một cái sàn, thì trên thế giới thì nó mỗi nơi nó có một cái sàn. Ví dụ như là về kim loại thì nó London này có sàn LME. Thì tôi kể thêm một chút xíu về cái sàn LME, thì nó có cái đặc biệt là các nhà giao dịch kim loại màu của Việt Nam á, là đồng nhôm, thì họ giao dịch qua sàn London. Mặc dù trên thế giới có nhiều sàn lắm, sàn của Mỹ cũng có giao dịch cái này, sàn của Thượng Hải cũng có luôn, nhưng mà tuy nhiên nó chỉ Việt Nam mình chỉ giao dịch đặc biệt là trên sàn London mà thôi. Và cái giờ chốt giá của doanh nghiệp Việt Nam nó chỉ có từ 7:30 đến 8:30 tối của các ngày giao dịch mà thôi. Ngoài cái giờ đó ra là dân Việt Nam không có xíu giờ. Đây là cái đặc biệt nha. Còn sàn nông sản thì quý vị có thể giao dịch qua Seaboard. Seaboard là đám Chicago Board of Trade đó, Seaboard. Còn ví dụ như muốn giao dịch các cái sàn khác, giao dịch mấy cái thứ khác là trên sàn liên lục địa ACE. Mặc dù nó là sàn liên lục địa, nhưng mà ví dụ như thuộc nhóm ngành nguyên liệu công nghiệp thì có sàn nó là giao dịch ở London, nhưng mà nó cũng là thuộc sàn ACE, chủ chung là ACE, nhưng mà mỗi nơi nó đặt một cái sàn như vậy đó. Đó thì mặc dù là các sàn nó rời rạc khắp nơi trên thế giới, nhưng mà nếu muốn giao dịch thì toàn thế giới thì đều vô chung một cái sàn đó. Thì ở Việt Nam này thì có một cái sở gọi là sở dịch hàng hóa Việt Nam,
thì họ liên kết hết với tất cả các sàn đó, rồi họ mới cho người Việt Nam chơi thông qua cái Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Thì dưới Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam thì họ giống như là Sở Giao dịch Chứng khoán này, họ không có làm trực tiếp với khách hàng, họ thông qua cái thành viên kinh doanh. Ví dụ như tôi đang làm cho một cái thành viên kinh doanh như vậy đó, Sài Gòn Future, thì quý vị muốn giao dịch mấy cái đó thì tới những cái thành viên kinh doanh giống như công ty tôi vậy đó, mở tài khoản giao dịch bình thường. Thế giới giao dịch như thế nào thì chúng ta giao dịch y như vậy, không có gì khác biệt hết. Ok, anh em còn muốn hỏi gì nữa không? Nhân tiện quảng cáo luôn cho anh Vĩ, anh em là muốn chơi hàng hóa thì cứ liên hệ anh Vĩ nhé. Vì bên anh Vĩ là cũng là một thành viên kinh doanh rất là lớn của Sở Thương hóa ở Việt Nam. Anh Vĩ nhận định các yếu tố chính trị tới thị trường như thì cái này á, riêng về cái vấn đề mà chính trị ảnh hưởng như thế nào trong cái giao dịch hàng hóa về thị trường nói chung, thì đầu tiên á, là quý vị phải biết được các cái agreement giữa các cái khối với nhau. Tôi nói ví dụ như là châu Á nghe, châu Á thì chúng ta có ASEAN với lại châu Á đúng không, thì giữa cái khối ASEAN với nhau nó có những cái agreement chung. Ví dụ như chúng ta đều biết là Việt Nam mà xuất khẩu qua các nước thì phải xài các nước mà trong ASEAN nói chung, nhập xuất luôn là đều xài chung một cái form mà form D. Form D này nó quy định có nghĩa là đánh thuế 5%, biết là bạn xuất cái gì mua cái gì tôi không biết, 5% thuế, mặc dù là cái thuế cái thứ đó bán qua nước khác là nhiều khi nó đánh thuế 50%, đó là cái chuyện của nước khác, nhưng mà riêng trong ASEAN là 5%. Thì cái đầu tiên là quý vị phải biết được cái agreement giữa các khối với nhau. Thì khối Bắc Mỹ thì nó có 3 nước, mình hay gọi là cái NAFTA cũ đó, bây giờ nó gọi là gì, USM gì đó quên rồi. Thì cái khối Bắc Mỹ đó thì nó có 3 nước là Mỹ, Canada với lại Mexico. Khối Mercosur là mấy nước châu Mỹ Latin với lại thằng EU. Nó thì đầu tiên là quý vị phải rành về cái giữa các khối với nhau nó có những cái agreement gì. Rồi giữa thằng Nhật với thằng Đại Hàn, với Việt Nam, với thằng Trung Quốc thì đều có những cái agreement, có những cái hiệp định thương mại ký riêng với nhau nữa. Rồi giữa Việt Nam với là các nước đó là có những cái hiệp định riêng với nhau. Thì đầu tiên muốn tìm hiểu với cái đó về chính trị thì đầu tiên là phải biết được những cái agreement đó. Còn khi bạn hỏi cái câu mà muốn hỏi cái chính trị tác động như thế nào thì có nghĩa là bạn hỏi nó thiên về dầu lỡ. Tôi đoán là cái câu hỏi nó thiên về dầu lỡ, dầu thô đó. Thì riêng về cái chính trị ảnh hưởng cực kỳ mạnh cái dầu thô. Kinh nghiệm của tôi mà giao dịch trong cái vấn đề dầu thô thì tôi thấy nó như thế này. Cứ mà một khi mà Trung Quốc mà đi mua được hàng lậu lậu ở đây có nghĩa là mua được từ Iran, mua được từ Venezuela, thì giá dầu thế giới thì không có tăng được. Mà một khi mà Trung Quốc mà mua hàng chính ngạch, tức là mua của từ khối của đám OPEC ấy, thì chắc chắn giá dầu sẽ tăng. Tại vì thằng Trung Quốc nó xài tới 11 triệu thùng, 14 triệu thùng một ngày. Trước dịch của nó là 20 triệu thùng một ngày. Toàn thế giới xài hiện nay có 95 triệu. Riêng thằng Trung Quốc 20 triệu, 15 triệu, hiện nay là 15 triệu. Thì mà Trung Quốc mà nó chỉ Tập Cận Bình mà ông buồn, ông nói hôm nay không có đốt dầu nữa, bay lấy than đá ra đốt đi, thì giá dầu nó chỉ có cắm đầu dưới đất thôi. Các số liệu đó em có thấy thể lấy nguồn ở đâu anh Vĩ? Thì xin thưa với bạn là nó tức là các cái nguồn thông tin đó đúng không? Các nguồn thông tin này lấy ra đâu? Thì những cái thông tin mà tôi vừa nói cho bạn là những cái thông tin tôi đúc kết được qua những cái nguồn thông tin phải trả tiền. Nói chính xác là phải trả tiền nha. Còn anh em mà muốn đọc thông tin free hoặc là thông tin trên báo chí truyền thông thì nói chung là đọc cho vui thôi. Là thường mà tin mà ra rồi thì nó thị trường nó chạy tới đâu rồi thì mua ở đâu, thì xin thưa là cái thứ mà mua mà mắc nhất mà uy tín nhất hiện nay đó là của hãng Reuters. Còn nếu mà quý vị thích thì có thể xài mua Bloomberg, đó là những cái thứ mà gọi là chính thống dành cho giới nhiều tiền, quỹ rồi băng rồi này nọ, rồi chắc chắn không phải xài thằng Reuters hoặc là mình hay nói là Infinitiv gì đó, hoặc là của thằng Bloomberg, là hai cái thằng gọi là đầu sỏ. Nhưng mà tuy nhiên mắc quá, một năm mấy chục ngàn thì không có mua nổi đâu. Hoặc là ví dụ như mua tin hàng nông sản thì theo như tôi biết là một năm như là 9.000 bảng,
rẻ nhất là 9.000 bảng của thằng Acrimony. Còn mà nếu quý vị mà muốn mua ở cái mức độ mà tầm mà trăm mấy 200 đô cũng có, thì quý vị có thể search search cái thằng e-signal để tôi đánh lên cái chat. Nên thằng này theo tôi là nó rẻ nhất thị trường rồi. Đó, đó thằng e-signal. Thằng này thì nó được có một cái là nó mua sỉ và bán lẻ, cho nên là thành ra là nó bán rẻ lắm. Mà thí dụ như mình mua một cái gói của nó, như là cái thời điểm mà tôi mua nguyên một gói là nó gần 400 đô, nhưng mà nếu mà mình không mua hết một cái gói của nó, mình chỉ mua một món trong một cái gói đó thôi, thì như cái rẻ nhất là có 80 đô à, còn bình thường là như là 100 mấy chục đô vậy đó, 130-140 đô một tháng, thì trên đó là quý vị cũng có đủ luôn. Mà đặc biệt của nó là khi quý vị xài dịch vụ của nó còn có cái hay nữa là nó cung cấp cho mọi cái real time luôn, nó có một cái software riêng của nó luôn, mọi cái là real time luôn. Tin tức của nó thì nó không có bằng như thằng writer, nhưng mà nó cũng có 80% của thằng writer cỡ cỡ đó đó, theo tôi đánh giá. Thì nếu anh em mà cảm thấy mà 150 đô trong một tháng mà anh em thua cho thị trường được, mà anh em không dám bỏ tiền ra mua, thì 150 đô là mắc lắm đó. Còn xài mà giống như đám của Lê Bảo Khánh bên Dự báo Tiền tệ thì nó xài đâu cũng luôn bớt gì đó, như nghe nói cũng đâu 20.000, giàu lắm, nhiều tiền lắm, mua không nổi đâu. Đó, đó là thông tin mua ở đâu đó, các thông tin. Còn tôi còn biết có những cái thông tin nó còn rẻ hơn nữa, nhưng mà những cái đó họ chỉ có cung cấp một món hay là hai món gì thôi, chứ họ không có cung cấp nhiều. Anh Trung ơi, chết thế là chết, anh Trung chia sẻ anh Trung. Để anh em còn hứng cứ chia sẻ tiếp đi. Em còn hỏi gì nữa nói tiếp đi. Anh biết anh đang có hứng, anh thấy biết đâu có hứng, anh em cứ hỏi đi, lúc khác hỏi không được đâu, lúc này anh em cứ ám hỏi đi, có gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Còn anh thì lúc nào cũng dễ rồi. Các không có ngày nào rảnh hết. Mình có thêm một cái thêm vào phần trao đổi của bạn Vĩ về cái đồng ấy, đó là cái copper này thì nó khá là nhạy cảm đối với các tình hình kinh tế. Thì nếu như mà thật ra mình không xem quá nhiều tin tức, mình cũng không xem TV mấy, là thông tin chính trị hay là các cái khác thì mình chắc chắn là mình không thể biết được bằng các bạn. Tuy nhiên là mình có cái kinh nghiệm của mình thấy nó là giá của đồng thì nó tỷ lệ thuận, nó move nó tỷ lệ thuận với bond yield. Bond là trái phiếu ấy, thì trái phiếu nó có hai phần, một là giá của cái bond đấy, hai là cái yield của nó. Thì đồng thì nó rất là economically sensitive, tức là nó rất nhạy cảm với kinh tế và nó sẽ move with bond yield đấy. Thì cho nên để ví dụ các bạn mà xem đặc biệt là đồng và palladium thì cần thiết phải xem các bạn phải xem bond rất là nhiều và xem những cái thông tin về Fed rồi những cái meeting FOMC. Đấy thì mình có thêm trao đổi ở cái phần này. Có đồng chí Trương Quang Thanh gì đó hỏi làm sao để phân biệt được chốt lời thanh lý hay là hoán đổi. Thì thực sự cái này thì hồi nãy có nói rồi đó, tức là chốt lời thì là dễ rồi đúng không, bạn chỉ cần coi cái hợp đồng mở mà nó giảm đi, mà cái volume mà nó tăng lên trong một cái thị trường tăng hoặc thị trường giảm, thì chính là cái việc chốt lời hay là chốt lỗ nó xảy ra cái chỗ đó đó. Còn coi trên cái order flow với là cái order print thì bạn sẽ biết nó quét kinh dị lắm, nếu mà có coi được sâu vô cái đó thì sẽ thấy nó quét ghê lắm. Còn khi đấy, thanh lý là sao? Thanh lý là khi mà cũng nhìn vô cái option interest luôn, nhưng mà nó thường nó sẽ rơi vô những cái đáo hạn quyền chọn nè, cái first notice day nè,
và cái last trading day, những cái lúc đó nó sẽ xảy ra cái vấn đề là thanh lý. Thì cũng nhìn trên cái option interest để nhìn ra cái đó luôn, cái hợp đồng mở đó, cũng nhìn ra cái đó để thấy cái đó. Còn cái hợp đồng hoán đổi là cái swap, cái hợp đồng hoán đổi này thì nó lại liên quan đến một cái câu chuyện nó nhiều cái góc độ lắm. Cái hoán đổi ở trong cái hàng hóa thì nó gọi là mua bán spread, tức là mua bán chuyển tháng. Mua tức là bạn đang có một cái hợp đồng ở trên kỳ hạn tháng 8 mà bạn muốn chuyển nó sang kỳ hạn tháng 10, tháng 11 ví dụ vậy, thì bạn sẽ nhờ những cái nhà môi giới của bạn đó. Môi giới ở đây không phải là những cái người môi giới như tụi tôi nha. Cái môi giới ở bên sàn á, họ sẽ làm một cái lệnh, tức là đóng một cái lệnh cũ, họ mở cho một bạn một cái lệnh mới trên một cái tháng khác, cũng vẫn giữ nguyên cái trạng thái của bạn luôn. Thì cái hoán đổi này thì nó có một cái đặc biệt, đó là ở Việt Nam mình nó là chỉ có ai giao dịch qua băng á, qua ngân hàng mới làm được thôi nha. Còn giao dịch qua sở hàng hóa thì hình như là nó chưa cho làm. Còn nếu cho làm thì hình như là tài khoản phải trên 100% nó mới cho làm. Còn dưới 100% là nó không cho làm. Còn bên băng thì nó cho. Bên băng là những người mà mua bán hàng thực mà có hợp đồng mà xuất nhập khẩu đối ứng á, họ cho. Là dưới cái khi mà cái tình trạng ký quỹ mà dưới 100% họ vẫn có cách, họ làm một cái lệnh gọi là lệnh ghép đó, đổi cho bạn cái kỳ hạn qua tháng sau. Nhưng mà thường là những cái người mà đổi kỳ hạn là thay vì là phải thanh lý luôn để mà lỗ một đồng, khi mà nó đổi kỳ hạn là thường tôi thấy lỗ thêm khúc nữa hơn một đồng, chứ không có chuyện nào mặc dù là đổi được nhưng mà thường đổi là lỗ thêm thôi. Đây em chia sẻ thêm cái tip như cái tuần này là đáo hạn loại gì, như tuần vừa rồi đó, đây là mặt hàng ví dụ là mặt hàng hóa đi, nông sản đi, thì có đáo hạn với option vào 30 tháng 7, ha. Còn như trên future với FX nó xem nó đáo hạn cái gì và cái đáo hạn nó có quan trọng hay không. Thì thông thường á, hồi nãy em có nói là có 3 phần mình phân tích: future, hàng thật, option, thì sẽ được cái giá như thế nào và động thái hành vi á của cái sản phẩm mà chi phối này. Ví dụ nó GU đi, GU thông thường á là bữa kia một anh trong group chia sẻ cho em á là cái thằng băng lớn á, nó hay rất hay làm giá GU, mình cứ theo dõi cái động thái của thằng băng đó. Nhưng mà những cái sản phẩm khác á thì lại thuộc về cái băng khác, là mình làm gì mình phải đọc cái report của nó, hoặc là mình trả tiền phải đọc report nó, thì đó cũng là một cái tip bên đó, ví dụ vậy. Thì đó cũng là sẽ là một cái tip nhỏ đi cho mọi người. Đấy, cái phần còn lại chắc ở trên chung. Có một cái câu hỏi của hỏi mình là phân tích kỹ thuật một hai công cụ chơi hiệu quả được hay không, thì cũng xin chia sẻ với bạn là thực tế mình phân tích kỹ thuật á, mình chỉ dùng 3 thứ thôi. Thứ nhất là biết phọt đinh ba đó, đinh ba thần thánh. Thứ hai là các đường trend, và cái thứ ba là Fibonacci, hết 3 thứ. Còn sử dụng như thế nào thì nói thiệt sự không biết sao chỉ luôn. Tôi nghĩ mỗi người có một cách sử dụng, nhưng mà nếu hỏi tôi xài như thế nào thì tôi chia sẻ thiệt luôn là tôi chỉ xài có 3 thứ đó thôi: Fibonacci, pitfall với là trend, hết 3 thứ. Thỉnh thoảng mà có ai mà có thấy mà tôi sao một cái chạc ở đâu thì cũng chỉ có 3 thứ đó mà thôi, không bao giờ có thêm một cái thứ gì khác ở trong cái chạc.
giá vàng tương lai ở phiên Mỹ thì thị trường nào mới thực sự chi phối và lấy giá vàng về anh? Thì nếu mà thực sự mà tôi biết được cái ai mà chi phối được cái giá vàng thì chắc là tôi giàu lắm rồi bạn ơi. Tôi cũng như mọi người tôi đi đoán thế bà luôn. Tại vì bạn mà biết ai chi phối rồi bạn chỉ cần đi theo nó thôi à. Để em chia sẻ xíu về câu hỏi cho bạn nhờ anh Nguyễn. Nói luôn, hỏi tôi cà khẻ tôi nè. Em tưởng anh dùng máy tính Casio thì tính đúng chính xác luôn. Tất cả mọi thứ mà tôi vừa nói lên hồi nãy giờ đó là Big Four, Fibonacci. Chỉ có chen là tôi không có dùng máy Casio để tính được thì cái đó vẽ. Nhưng mà riêng Fibonacci với lại Big Four là tôi tính bằng tay nha quý vị nghe. Tôi tính hoàn toàn bằng tay nha. Không hoàn toàn, tôi không có vẽ gì ở trên công cụ có sẵn hết á. Công cụ có sẵn là tôi sau khi tôi đã tính xong, tôi lấy công cụ có sẵn tôi vẽ thì có. Đặc biệt là tính bằng tay hết. Nên nhiều khi tôi không cần phải nhìn vô cái màn hình, tôi không cần có một cái gì, tôi chỉ cần nhìn cái màn hình nến không là tôi có thể vẽ luôn ở trong đầu, không cần thiết phải thể hiện ra cái gì hết. Mỗi anh em có một cách thức thôi à. Để chia sẻ thêm cái câu hỏi của bạn anh Nguyễn nè. Nghĩa là hỏi về cái việc mà giao dịch chi phối giá vàng ở phía Mỹ á, thì nó sẽ liên quan tới phần cái giá vàng chuyên sâu, ví dụ là Limax á, là hàng thật, rồi future á. Bữa kia anh Trung mới chia sẻ rồi, là anh Trung nói sâu hơn. Nhưng mà thông thường á, cái bên câu hỏi của bạn sẽ liên quan về timing. Vấn đề timing á, timing nó khác với time frame nhá. Nó khác với time frame và nó khác với là cái time mà các bạn trade, nó khác nhau. Mình phân biệt rất là rõ. Timing cái gì là thời điểm giao dịch. Ví dụ khi các bạn giao dịch về ngoại hối đi, thì nó sẽ chia làm 3 khung thời gian chính. Này là 3 khung thời gian chính. À, nó sẽ có là gì? Asia, đúng không? London, New York. Và thông thường á, khi mình chơi FX, mình đang nói chơi FX thôi nhá, chứ nó chơi mấy cái hàng khác. Mà gặp việc các bạn ở đây đa phần chơi FX nhiều. Hai này nè, giao hai này nè, nó sẽ có mức thanh khoản cao nhất. Và thông thường á, giao hai này nè, nó sẽ set trend cho một ngày đó. Người gọi là intraday trend. À, thêm một cái đó là thông thường á, các tổ chức lớn khi trên điện tử á, thì khi cái tiết giờ, những giờ này giờ London á, gọi là London fishing á, các bạn mà ai mà chuyên về ngoại hối sẽ rõ nhất là London fishing. Đây là giá cực kỳ quan trọng nè. Thì sẽ biết sao, thì những cái time frame này nè, nó sẽ ứng dụng như các bạn như thế nào trong giao dịch. Mình sẽ nói sơ các bạn xíu ha. Ví dụ như khi ASEAN đi, nó sẽ ra sẽ được một cái bốc. Cái sao không biết, nó lên xuống sau đó. Sau đó là gì? Tới phiên Mỹ các bạn thấy đôi khi các bạn vào vị thế nè, các bạn sẽ bị hân stop. Sau đó giảm xuống bọc, ví dụ vậy. Nhưng không phải, đây chính là một trong những cái playbook của nó thôi nha, mà gọi là playbook. Có những cái playbook khác nữa. Ví dụ ở đây, lên đây xong rồi giảm xuống luôn, điên lèo luôn. Hoặc là ở đây mình có nói về mindset á, về breakout fullback, trading range breakout fullback reversal đấy. Ví dụ cái tổng cộng mình nhớ sắp xếp hình như là 1, 2, 4, 6, 8, hình như là 8 cái hay sao á. Mình nhớ chắc chắn nhớ 8 cái. Rồi hai là lên đây, lên đây, xong lên, xong lên đây, xong xuống đây. Mình kể là sao xong. Lên đây, như thế này nè. Thấy nè, này đúng không? Lên đây, xuống đây, xong rồi xuống đây, lên đây, xong rồi đóng cửa ở đây. Thế làm sao mà mình biết được là nó thuộc về một trong ba trường hợp nãy, hoặc một trong chín, tám trường hợp nãy. Mình chay,
và quản trị rủi ro như thế nào, thì đó thuộc về những topic chuyên sâu và không nào một buổi mà nói hết được. Nhưng mà khi mình biết một số bạn anh chạy bên New York và London thôi ấy á, xong nghỉ đóng. Tại vì thông thường cái chain timing tại hôm đó là nó hưởng toàn bộ cái trend cho của cái ngày đó luôn đó. Mà khi phân tích á, có nhiều góc mình phân tích phương pháp á, nhưng một phần thôi mình sẽ only 30%. Và thị trường á, theo quan điểm của mình nhé, nó một là một khối thống nhất. Khi mà các bạn là trade được fundamental, trade được sentiment analysis, technical thống nhất với nhau á, trade á là quá tuyệt vời luôn, nó thống nhất luôn. Các bạn thấy nó sẽ rất là thống nhất với nhau, chứ không phải nó rời rạc, chứ không phải là fundamental đôi khi á, fundamental nó một kiểu nhưng mà technical nó đi một kiểu. Không phải, tại thời điểm đó khi cái fundamental này nè nó là chính thật nhưng mà nó chưa hấp thụ vô giá, hoặc là nó hấp thụ từng phần như vậy. Đợi nhiều topic xe hơn thì tổ chức thì có thể nói chuyên sâu hơn về những vấn đề này, chứ không phải là mình cũng không nên thần hóa phương pháp nào khác đâu. Bởi vì nói phương pháp 30% thôi, nó phụ phần khác đó, gọi là quản trị rủi ro, như tài khoản và mindset nữa. Có một số tip á cho mọi người, xin nhường lại cho anh Trung nhìn anh Vĩ. Ok, anh Vĩ còn muốn chém nữa không? Thôi hết rồi. Hết rồi à? Thực ra để mình nói tiếp cái chỗ mà ý của cái bạn hỏi vàng phiên Mỹ, vàng phiên của vàng á, thì cái này mình có chia sẻ trên group lần rồi, là bên trong một cái buổi, một vài buổi seminar trước nói là thực ra giá vàng á, giá vàng mà nó phản ánh vào trong cái giá mà anh em nhìn thấy thì nó là tổng hòa của LBMA với lại COMEX. Hai cái này ấy, từ tháng 3 năm 2020 sau mà khi mà khủng hoảng về cái gọi là cái ba vàng ấy, nghĩa là một cái quỹ ước là 100 ao, cái quỹ ước khoảng 400 ao của hai sàn khác nhau á, để tạo ra một khủng hoảng về giao hàng ấy, thì hai sàn này đã có một cái sự bắt tay nhau rất là chặt chẽ và nó sinh ra cái hợp đồng GC400 của COMEX. Cho nên là cái khối lượng giao dịch của giữa London với lại COMEX ấy, là bây giờ là nó cũng xem nhau. Nhưng mà có một đặc điểm của vàng của London ấy là nó không báo cáo. Tại vì đó là local London, là hàng giao nó cũng là loại vàng giấy. Mình có hiểu nó vàng tài khoản ấy, vàng chưa phân bổ. Thì COMEX nó cũng là một dạng vàng chưa phân bổ. Khi nào chúng nó giao hàng ấy, nó quy ước phải giao hàng, lúc đó mới là nó chuyển sang physical. Thì thằng London ấy, nó có một đặc điểm là cái ủy ban chứng khoán của London nó chưa bắt cái sàn là BMA nó phải báo cáo. Cho nên cái khối lượng của nó thực sự là bây giờ rất là khó nhìn. Thì để giao dịch cái khối lượng của mình chỉ còn nhìn được mỗi cái COMEX. Nhưng mà trong cái phiên mà anh em nhìn thấy phiên giữa phiên London với phiên bên Mỹ ấy, thì mình có nói là BMA bắt đầu nó mở cửa rung chuông để đấu giá là lúc bắt đầu 10:30 giờ London, và cái phiên đấu giá cuối cùng khép cửa của nó là 15 giờ London. Thì trong cái khoảng thời gian từ từ 3 giờ của nó tới 15 giờ ấy, nó sẽ định hình cái khung giá vàng đóng cửa trong ngày nó nằm ở đâu. Thì cái khung này anh em có thể đổi tính cái đổi giờ từ giờ London sang giờ Việt Nam thì nó định hình cái khung giá vàng đóng cửa. Thì một số anh em ấy là chỉ có chơi phiên Mỹ, thì lý do của nó là lợi dụng cái lúc mà cái là BMA nó mở cửa ấy, nó đấu giá ấy, để bắt đầu theo dõi cái volume của nó, là chơi phiên Mỹ là như vậy. Vũ có gì nói không em? Vũ Phạm. Thì em muốn hỏi anh Vĩ là nếu mà tin giá nó chạy trước khi tin ra thì sau khi tin ra em nên đánh theo tin hay đánh ngược tin nhỉ? Tin nó là tin gì mới được? Tin miễn phí hay là tin có phí?
tin Forex Factory anh High Impact á. Tin đó là tin miễn phí bạn. Dạ. Thì thường á là bạn phải hiểu như thế này nè. Bây giờ vì ta đang nói về COT đúng không? Nói về COT trước đi. Những cái người mà người ta có trả phí đó, thì 2 giờ đêm ngày thứ 6 giờ Mỹ á, người ta đã có cái bản báo cáo COT đó rồi. Còn anh em phải thứ ba mới có đúng không? Chính xác là như vậy đúng không? Yeah. Thì có một khoảng thời gian mênh mông chờ đất như thế. Tức là người ta có gì có thịt có gì đó người ta ăn hết trơn, còn cái khúc xương không. Thì cái quan trọng nhất là tại vì tôi xưa giờ tôi không có đề cao mấy cái tin miễn phí lắm, nên thành ra là tôi không có đánh giá cao mấy cái chuyện đó. Tin mà một khi mà giá chạy rồi tin mới ra thì thường là bạn biết rồi, hoặc là tin ra trước, tin miễn phí mà nó ra trước rồi sau đó tin mới chạy, thì lúc đó tôi lại đặt vô cái trường hợp khác nữa là cá mập dùng truyền thông làm tin tức để sau đó lồ anh em vô chạy chơi cho vui. Còn những cái tin mà thuộc dạng báo cáo mà số liệu để cho mọi các nơi người ta soi vô để người ta có một cái định hình những cái đường hướng kinh doanh tiếp theo sau đó là cái gì, ví dụ giống như là những cái báo cáo về về một cái ngành hàng, một cái mặt hàng đó nhất định của một cái tổ chức nào đó mà bắt buộc bạn phải có vào cái giờ đó, thì thường là trên thế giới là những cái tổ chức độc lập đó, họ sẽ đưa ra gần như là cùng một giờ và tất cả thế giới cùng tiếp xúc cùng một giờ, và giá đó nó sẽ chạy đồng thời chứ không có cái chuyện mà giá chạy rồi tin mới ra, không có. Thực tế cái mà giá chạy rồi tin mới ra là bạn đọc tin miễn phí thôi bạn. Còn nếu bạn đọc tin có phí thì thường là bạn chỉ có chậm lắm so với cái giá nó chạy là chỉ từ 2 phút đến 5 phút thôi. Thường là như vậy. Tại vì cái tin thì nó ra liền, nhưng mà cái thằng mà nó phải viết tin, nó phải post bài, nó phải mất vài phút. Thường là như vậy. Cho nên cái tin mà thường mà có phí là nó sẽ bị chậm khoảng 2 đến 5 phút thôi. Còn cái tin mà miễn phí thì thôi, thì giá nó chạy 8 cây số bắt đầu bạn mới thấy tin nó ra. Bạn hỏi câu hỏi đó thì nếu với quan điểm của tôi thì tôi phân biệt rõ tin có phí hay là không có phí. Nếu mà không có phí thì không xài được bạn ơi. Còn mấy cái tin mà dạng mà có phí hay là không có phí gì nó đều phải đăng ngay đồng thời, ví dụ như Fed họp nó sao 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 á, thì cái đó là toàn thế giới rồi. Tuy nhiên là cái chi tiết trong một cái bản mà công bố, ví dụ như ông giờ ông Fed ông đưa ra, bà Yellen bà đưa ra cái gói là 1.000 tỷ, ví dụ vậy. Biden lấy cái gói 1.000 tỷ đó ra, mà trong 1.000 tỷ đó gồm cái gì, mấy chục tỷ vô cái gì, 500 tỷ vô cái gì, cái cơ cấu, cái nguyên tắc phân phối cái số tiền nó như thế nào, thì chỉ có những cái thằng tin có phí nó mới có thôi. Còn những cái người mà đọc tin miễn phí thì chỉ biết là có 1.000 tỷ vô gói cơ sở hạ tầng, nhưng mà trong cái cơ sở hạ tầng đó là làm cầu đường là bao nhiêu phần trăm, rồi dành cho xây dựng biển báo hiệu giao thông là bao nhiêu phần trăm, cái đó mình không biết. Nhưng nếu mình biết rõ luôn là trong đó để làm cầu cống là bao nhiêu phần trăm, thì bạn biết chắc luôn là bây giờ tin mà nó ra kiểu này mà nó dành phần lớn trong cái gói 1.000 tỷ, mà giờ 600 tỷ nó dành cho cái bọn xây dựng cầu đường, thì cứ cổ phiếu của bọn xây dựng cầu đường mà bạn quất thì chắc chắn cái gì cũng không bao giờ lỗ. Bạn phải hiểu câu chuyện nó là như vậy đó. Còn tin FX có thể mua hay không? Có cái đồng chí nào hỏi nè. Vincent. Văn Xăng. Nó có tiếng Pháp là Văn Xăng đúng không? Văn Xăng đi. Thì tin có phí có thể mua được ở đâu? Nguồn nào hay là không? Thì theo như mình biết là ví dụ như gần nhất là thằng Sasoben Singapore đúng không? Bạn có thể connect trực tiếp. Mình hỏi, ơi, ta muốn mua mấy cái tin về Forex, mày có thể bán cho tao được không? Lập tức có thằng đó alo cho bạn liền. Nhiêu đây tiền nè, một tháng là bao nhiêu đây, bạn phải deposit là bao nhiêu, chắc chắn luôn. Cái này thì không cần thiết là phải mua của writer hay là gì, tụi nó cũng có, mấy thằng như vậy nó cũng có, và cũng có thu phí nha. Để anh chia sẻ xíu quan điểm của em mà nghe, đôi khi những chuyện mới á mình dịch á, là đôi khi mà những cái đó đôi khi thứ nhất là mình sẽ gặp bị đau cản về ngôn ngữ. Tại vì tôi nói tại tiếng Anh không à? Tại tiếng Anh không à? Bậy bậy, cái này anh nói là... Bậy bậy à?
em mà mua tin của Reuters đó, Refinity đó, ngay lập tức có một cô nói tiếng Việt rõ luôn gọi điện thoại cho em luôn nghe. Vậy à, nhưng mà tài liệu với tiếng Anh không à anh, em nói về tài liệu mà. À, ý là em tiếng Anh nhưng mà cái người mà liên lạc trực tiếp ở châu Á là nói tiếng Việt không à. Nhưng mà em nói tài liệu về tiếng Anh này, cái rào cản về ngôn ngữ cái đó đó. À, cái tài liệu thì chắc chắn là bằng tiếng Anh rồi. Em check Reuters hàng ngày mà. Thứ hai là về cản ngôn ngữ. Thứ hai đối với mới á, vì đôi khi á là mình gọi là có một cái gọi là cái sen cái thị trường, sen như thế này là cái cảm nhận thị trường, thì mình đọc vô cái tin đó đó thì mình mới biết được là nó sẽ ảnh hưởng hay không ảnh hưởng. Mà khi mình có kinh nghiệm là mình đọc phân tích được, nên nếu mà mình chỉ có đọc về phân tích kỹ thuật á thì nói là phương pháp 30% thôi, master phương pháp đó phải kỷ luật. Và khi mình chỉ đọc những tài liệu nước ngoài mà những cái broker đó họ biết á về system phân tích kỹ thuật á, thì họ luôn luôn để một cái câu mà khi mà anh chỉ đọc kỹ mới thấy là né tin, đặc biệt những tin quan trọng họ đều đi viết những câu đó trong cái system của mình, đọc rất nhiều tài liệu á, cái anh họ đa phần những cái rồi nó viết những câu đó, nên khi nếu mà mình chưa có kinh nghiệm thì mình có thể né. Rồi phân tích tin gần nhiều á là sentiment á, là mình có kinh nghiệm CT ha, nghĩa là khi mình em hay đọc tất cả những báo cáo CT như nè, nhưng mà khi một cái tin ra mình gọi là new sentiment tin, nó khác với CT sentiment nhé. CT khi mấy anh chị biết á, báo cáo bị thế á, là họ phân biệt rất rõ là họ về phân tích sentiment rất là kỹ nha, chứ không phải là phân tích về FA, phân tích technical, nó phải về sentiment này nè. Mà khi thằng new sentiment này nó ra là nó đảo toàn bộ cái sentiment của thằng CT tại thời điểm khung thời gian nó thời gian luôn. Mà new sentiment này nè, nó tác động rất lớn. Nên mấy khi mấy anh chị mà đôi khi CT quá thì sao CT nó mấy con quỷ nó báo cáo gì nó lẽ giá nó phải tăng mới đúng mà sao vô từng ngày nó không tăng đâu chứ mà giảm như vậy. Thứ nhất là do độ chảy CT đúng nè. Thứ hai á là do cái này nè, nó là một số tip, số kinh nghiệm á, mình thấy mình chay như vậy. Ok, giờ còn anh em hỏi nốt đi. Không hỏi thì sang phần kỹ thuật. Chắc cũng hơi nhiều thời gian đấy, gần 3 tiếng. Hay là phần này để anh viết lên, up lên trên trên web, à trên group chứ nói thì cũng sợ lâu. Đúng rồi, viết đi. Đúng rồi, có đường link ở ngoài nhé, nói đây sợ anh em nói trước quên sau. Chứ dài quá để anh em nghỉ nha. Đây này còn có chứng cứ, còn bắt đền được chứ. Nói không lời, nói gió bay ai biết. Thực ra cái này thì nó chỉ quan lắm, cũng chia sẻ sơ trước mấy em một lần vài lần rồi. Nó chỉ là một số cái công cụ mình sử dụng ở trên cái dữ liệu của CME mình phục vụ trong quá trình giao dịch. Nó bổ ích đấy, khá bổ ích. Thôi viết đi bác Trung ơi, viết đi. Cái này chắc phải viết đi. Nói đáng ra nói ra là phải cả tiếng đồng hồ, chứ nói là chắc là qua 12 giờ đêm quá. Tại vì nói kỹ thuật nó rắc rối lắm. Và nó mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau. Nói chung là hôm nay là rất là cảm ơn Vĩ, Quang với lại bạn Nam Lê, bổ sung rất nhiều kiến thức cho anh em ở trong này. Đặc biệt là anh em nào đấy cái gì mà thấy còn khó quá thì cứ nhắn lên trên group ấy, cái chỗ mà để cái video ấy, thì còn thắc mắc thì có thể là mấy anh chia sẻ đây có thời gian thì sẽ trả lời trực tiếp đó cũng được. Nói chung là đừng đừng phiền quá vào cái